Mới đây, Hòa Minh Di đã đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái văn nài người dân đừng ném đá vào ô tô của mình. Xe của Hòa đang cứu trợ một thai phụ đang trên đường đi cấp cứu. Nước lũ lên cao nên xe đi sóng đánh vào nhà dân. Mong người dân bình tĩnh không ném đá vỡ hết kính rồi ạ. Ôi trời ơi, xe đang cấp cứu ạ. Nữ ca sĩ chia sẻ. Liên lạc với phía Hòa Minh Di, đại diện nữ ca sĩ cho biết đoàn cứu trợ đã lên tiếng giải thích với người dân việc đưa sản phụ đến bệnh viện nên đã được thông cảm. Phía Hòa Minh Di cho biết thêm, hiện tại sản phụ đã được đưa đến bệnh viện, giờ chỉ mong mẹ tròn con vuông, Hòa Minh Di và đoàn cứu trợ vẫn an toàn, đây là sự cố ngoài ý muốn.